Để giảm ô nhiễm môi trường và ùn tắc cho thành phố Hà Nội, mới đây đại diện Tổng cục Môi trường vừa đề xuất đăng kiểm cho hơn 5 triệu xe máy trên địa bàn thành phố để hạn chế xe cũ xả khí thải ra môi trường. Với số lượng xe máy thực tế lớn như vậy thì liệu đề xuất này có khả thi hay không? Khí thải xe máy là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Thời gian qua, thành phố cùng các sở ngành liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế nguồn thải ô nhiễm không khí từ khoảng 5,7 triệu chiếc xe máy. Tuy nhiên, lượng xe cũ thường xả khí thải gây ô nhiễm ra môi trường nhiều vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Hàng ngày, chúng ta luôn phải đối diện với cái việc tắc đường kẹt xe, đặc biệt là thủ đô cũng như là thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn. Thì gần như là không có một ngày nào không tắc đường kẹt xe cả. Và số lượng xe ô tô, xe máy bây giờ ra ngoài đường chúng ta nhìn thấy rằng là mọi người rất ngao ngán. Mỗi lần tắc đường kẹt xe là mất hàng giờ đồng hồ và lượng xe máy thì nó chật như nêm. Thế thì cái mà số lượng xe máy nó dẫn đến quá tải như thế thì chúng ta thấy một điều rằng là cái việc mà ảnh hưởng của nó với mỗi một xe nó thải ra những cái khí độc hại, rất nhiều các cái loại khí độc hại cho khí thở, rồi cho sức khỏe, rồi gây ảnh hưởng lâu dài, thì đấy là những việc mà cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là chúng ta cần phải tìm mọi cách để giảm tải đi cái việc mà nó ảnh hưởng đến môi trường thông qua cái việc vận hành các cái loại xe trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là trước mắt thì nó sẽ gây cho người dân một số những cái khó khăn bất tiện nhất định. Bởi vì người ta coi cái việc mà sử dụng xe máy hiện nay nó giống như cái việc đi xe đạp ra ngoài đường thôi, tức là nó cũng chỉ là một cái phương tiện để nó xử lý. Tuy nhiên rằng là cái khó khăn thì đấy là làm sao thay đổi được cái tư duy của người vận hành, người sử dụng xe máy, là làm sao để người ta chấp nhận cứ 6 tháng một lần hoặc 1 năm một lần người ta phải mang được cái xe của người ta đến những cái trạm đăng kiểm, những cơ quan có chức năng để người ta xử lý cái vấn đề coi như là liên quan đến môi trường, liên quan đến khí thải và bảo đảm cho cái xe đấy phải được lưu thông ở trên cái tiêu chuẩn cho phép. Nhiều năm trước, Chính phủ đã có chủ trương về kiểm soát khí thải xe máy nhằm bảo vệ môi trường. Thế nhưng, việc triển khai đã gặp rất nhiều những khó khăn bởi để kiểm định khí thải hàng chục triệu chiếc xe máy cần phải huy động nhiều lực lượng tham gia. Câu hỏi đặt ra, liệu rằng nếu giao việc này cho các công ty tư nhân thực hiện thì họ có vì việc chung hay vì mục đích lợi nhuận, và liệu các cơ quan quản lý có kiểm soát được các đơn vị kiểm tra khí thải đúng quy định? Không những vậy, điều đáng lo hơn là sẽ có những người lợi dụng làm tem, giấy tờ kiểm định khí thải giả để buôn bán, trục lợi. Đã có một lần chúng tôi ngồi trao đổi với nhau ở trên diễn đàn Autofun và chúng tôi cũng có dẫn chứng rất nhiều nước và họ có nói rằng là cái việc đăng ký đăng kiểm của chúng ta hiện nay thì nó tương đối là cồng kềnh và thậm chí là thiếu. Nó cồng kềnh nhưng mà nó chỉ tập trung ở vài cơ sở chứ nó lại thiếu ở cái bộ máy chân rết. Thế thì ví dụ như các nước chẳng hạn, nếu người ta đăng kiểm thì người ta sẽ đẩy cái trách nhiệm đấy sang cho bên chỗ đại lý bán xe. Tức là khi anh bán cái xe ra thì đảm bảo cái xe của anh nó sẽ phải đảm bảo cái tiêu chuẩn để lưu hành lưu thông. Nhưng ngoài ra thì hàng năm chính các cái hãng xe đấy, chính các cái cửa hàng bán xe đó họ có trách nhiệm là triệu hồi các cái xe đến để họ kiểm tra, họ cung cấp một cái giấy phép đảm bảo cho cái việc mà đảm bảo cho cái việc là có thể đạt được cái đủ cái tiêu chuẩn để tiếp tục lưu hành trong những năm tiếp theo. Thì đấy là cái sự khác biệt. Ngoài ra nữa thì đối với các nước người ta coi trọng cái môi trường thì người ta luôn luôn có những cơ quan để họ kiểm soát một cách chặt chẽ hơn chứ không đơn thuần chỉ là mỗi cục đăng kiểm. Dự kiến đến năm 2020, Hà Nội sẽ có hơn 843.000 ô tô, hơn 6 triệu mô tô xe gắn máy, và đến năm 2030 số ô tô là hơn 1,9 triệu, còn xe máy là hơn 7,5 triệu. Có thể thấy rõ rằng, số lượng các phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy, sẽ không ngừng gia tăng trong thời gian tới. Và nếu cơ quan chức năng không có kế hoạch cụ thể cùng những giải pháp hợp lý, thì tình trạng vỡ trận trong việc đăng kiểm cho xe máy hoàn toàn có thể xảy ra.